Chào My, chào anh Hoàng Nam, cảm ơn Hoàng Nam nha. Cho nói một miếng đang một mình bên cái diễn đàn của anh Đạt, để cái thằng chống cộng nó lên, nó nói xàm mà nó nói hoài, nói quỷ bực mình, nó nói không ra hồn dí gì hết. Nó ngồi đó nó nói, nó chê Việt Nam, nó nói chẳng ra cái gì hết. Nó ghét chạy qua diễn đàn của anh My. Nói chung thì mấy cái đám tàu chống cộng mà nó ngu 4-3 năm rồi mà nó vẫn còn ngu, anh chị em các bạn ơi. Nó ngu dã man lắm, nó ngu mà nó lại côn đồ. Côn đồ nó rất là xạo trá và bị bợm, mà đa nguyên đa đảng, con khỉ khô. Thằng Mỹ nó giải phóng Iraq đó, nó qua nó xâm lăng mà nó gọi là giải phóng, nó kêu là đa nguyên đa đảng. Giờ Iraq bánh chành hết trơn luôn. Hồi cái thời của ông Saddam Hussein, Iraq người ta sống mọi dân tộc, mọi tôn giáo, họ sống rất là hòa giải, họ sống rất là bình yên. Đấy, bây giờ đó sao tan nát hết trơn trời. Nhìn đi thôi, giết ông đại tá Gaddafi xong rồi đi bây giờ tan nát hết trơn. Đấy rồi sai mai là sai sai rồi có thằng có ông Putin đó, Nga nó bảo vệ chứ không thôi là cũng tơi bời ba lá rồi, tè tu hết trơn rồi. Cho nên ông Trump cũng lên, ông thấy ông biết, ông mới nhường, ông để cho ông Putin ông giải quyết vấn đề Syria, để Mỹ lại gánh nặng nữa, họ chia cái phần gánh nặng cho ông Trump để ông giải quyết những cái vấn đề khủng bố. Người ta nguyên ra đảng gì nó chỉ là xạo trá và bị bợm thôi. Ở bên Mỹ hai cái đảng phái tụi nó chỉ phục vụ những cái tay mà tài phiệt thôi, chứ còn dân cu đen thì cũng làm tất cả làm chết bà cố luôn, làm cái đằng nó có mà đóng thuế, có mà ăn thôi. Cái xe Singapore cũng đa nguyên đa đảng chứ, giờ ông Lý Quang Diệu ổng cầm quyền 50 năm, ổng cầm quyền tới chết luôn, giờ con ổng lên đó cũng đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập đó. Cuối cùng giờ Singapore là một rất là anh Hoàng chắc kỳ mà ông chị dân ổng rất là bằng tay sắt, ổng chị bằng những cái bàn tay sắt. Các bạn qua Singapore coi, luật pháp mà nhột rác là tiêu đời, nó phạt má nhìn không ra cái luật pháp của Singapore đó, là cũng đa nguyên đa đảng. Nói đến vấn đề đa nguyên đa đảng, ngay cả thằng Ukraine tam quyền phân lập rất là rõ ràng luôn. Các bạn thấy giờ Ukraine sao, chỉ có thiếu nợ nần chồng chất thôi. Mấy cái thằng lãnh đạo, mấy cái thằng mà nó thân phương tây đó, nó ngu rồi đó. Nó bị mấy thằng mà phương tây giật dây suối cuối cùng mất Crimea. Thì Crimea là cái bán đảo của Nga hồi xưa đưa cho Ukraine giữ, bây giờ tụi bay lộn xộn thì anh lấy về. Các bạn thấy đó, cũng tam quyền phân lập đó, rồi giờ tan nát hết trơn, dân đau khổ. Đấy, cuối cùng cái vấn đề đa nguyên đa là những mỹ dân, những cái trò hề, nhất là mấy cái tụi mà bao que xỏ lá chống cộng cực đoan, nó có biết con mẹ gì về mà đa nguyên đa đảng đâu. Hỏi nó đi bầu coi, nó có biết đi bầu không? Hỏi nó kêu nó mày đưa tao cái phiếu bầu rồi, nó cũng không biết nữa. Nó muốn đi bầu á, là nó hàng năm, cái mỗi 2 năm gì đó là nó phải đi gọi là jury duty, mà nó phải register bầu, đăng ký đi bầu, phải có giấy bầu. Bầu nói chung bầu đảng cử thì dân bầu, nhưng mà cái quyền quyết định ở bên Mỹ tổng thống cũng là do đảng thôi, nó chỉ vì quyền lợi cũng với đảng phái thôi. Chứ chẳng có gì ba cái đồ quỷ tao đa nguyên đa đảng, trời hề. Thì mấy cái quốc gia mà đa nguyên đa đảng đó, như tôi vừa kể đó, tơi bời ba lá trơn, te tu giờ đây húp cháo. Thời ông Gaddafi thế ổng trị dân trị quốc, ổng xóa được nạn mù chữ, ổng xóa được nạn mù chữ cho cái đất nước Libya. Người dân Libya hưởng được biết bao nhiêu quyền lợi, người dân Libya được thừa hưởng mà bây giờ kiếm không có, cả thế giới này cũng không có đấy. Hưởng quyền lợi bây giờ làm sao, giết ông Gaddafi xong rồi lật đổ xong rồi cuối cùng giờ Libya dân phải chạy ra ngoài biển, chết trôi chết chìm chết nổi ngoài đó.
rồi mấy thằng tư bản, mấy thằng phương Tây ngồi đó, có thằng nào cứu đâu. Ba cái mị dân, ba cái sọc sạo tối ngày đa nguyên đa đảng. Một đảng mà còn học còn chưa xong đòi đa nguyên đa đảng. Mỹ thấy thấy Mỹ đa nguyên đa đảng, bắt chước tôi, Việt Nam cũng phải đa nguyên đa đảng giống như vậy, tào lao. Đúng. Đúng rồi đó, anh nói nó thì giống Việt Nam và giống Mỹ mà. Tào lao những cái loại như Mỹ, còn những cái người ngu cái suy nghĩ như vậy. Mấy thằng chống cộng, mấy thằng bao que rồi mấy thằng khùng khùng điên điên dở hơi. Mấy thằng gọi là bà mẹ nó chống không ra gì hết. Nói rồi bực mình muốn chửi nó. Thấy mấy thằng bao que là muốn chửi. Muốn chửi nó rồi. Toàn là cái lũ gọi là cu ly dòi bọ. Mỹ thì cóc đầu như con chó. Lên trên mạng, trời ơi, cộng sản ác với dân hèn như giặc đã đảo lại mình, trục xuất lại mình. Không ra ăn mẹ gì hết. Việt Nam đất nước người ta đổi mới phát triển, người dân Việt Nam đang sống trong bình yên, tối ngày đi suối, đi suối con nít ăn gà, đi suối người này người kia quậy phá, chẳng ra cái hồn vía gì hết. Qua Mỹ thì dân hàng Mỹ á, là nó cóc đầu như con chó, làm cu ly chết mẹ luôn, mà lúc nào cũng về Việt Nam, trời ơi, Việt Nam khổ, Việt Nam dơ bẩn, Việt Nam bệnh ung thư, Việt Nam ngộ độc thực phẩm. Việt Nam cái gì cũng ghê hết trơn á. Còn tụi nó ăn toàn ba cái đồ đông lạnh. Đồ đông lạnh Việt Nam nó gửi qua đóng tàu đi cả tháng trời. Nó ướp ba cái hóa chất, ba cái hormone với lại ba cái antibiotic. Ăn vô, ăn mua được con tôm hùm ngoài kia về ngồi leo lên mạng khoe. Trời ơi, tao ở Mỹ rồi, sướng. Làm chết mẹ luôn. Ăn được con tôm, con cua bắt đầu là nó ở Mỹ sướng. Mấy thằng chống cộng ở bên Mỹ, mấy thằng ba quen toàn là khùng khùng điên điên không. Bởi chống 43 năm rồi đâu có ra cái ôn gì đâu. Chống đâu ra ôn gì đâu. Chống biết là người ta chửi. Người ta chửi. Nhiều thằng khùng khùng bà. Đất nước đổi mới, kinh tế phát triển, lo làm ăn, học hành, trao dồi kiến thức, hiểu biết, xây dựng đất nước ngày một tốt đẹp hơn. Tối ngày thấy Mỹ tôi cũng phải bắt chước giống Mỹ. Tiếng Anh thì nói còn không xong. Bởi vì gầu mấy ông chống chống cộng, nãy thấy cái thằng bên cái bên diễn đàn của Đạt Nguyễn nói thấy bực cả mình. Mình kêu nó xuống, nói tào lao, nói không ra cái hồn gì, nói chẳng ra gì. Ôi, nổi riêng thấy mà bực. Ngồi chê bà ở trong nước mà chê bà, ngồi trong nước mà tối mà chê bà không hiểu gì, không biết thì im mà lên nó chê bà tùm lum hết. Tôi ở ngoài nước ngoài không quý cái, nó không quý cái trồng cái nước nước mình yên bình, nó không có quý trồng. Không quý trọng. Nó đang mơ mộng ở Việt Nam mà đang mơ mộng tuốt qua bên Mỹ á, nó nghĩ Mỹ là thiên đường không á. Đó cái chỗ đó đó. Cái mình luôn á. Anh ghét chứ mấy người đó hả mày, anh nói thiệt á. Ngồi trong nước em ngó đấy, bên kia. Đó. Ngó tuốt bên đó kia bờ đại dương. Ngồi đó không biết. Để mình đó nó nói chuyện rồi bực các người lên luôn á. Ý là anh kiềm chế ủa, không. Em vậy em cũng em nóng lắm em mình á, em phụ nữ mà em đây này em nghe em cũng nóng. Bây giờ cái người đàn ông lên hả? Dạ. Nói gì mà ngu chết bà cô gì mà để thằng đó nói hoài nói quỷ. Kêu kéo đầu nó xuống. Nó không có ra hồn gì vậy. Thiệt tình. Ok. Thì thấy diễn đàn Hà My vô chửi bên ba que á mà. Nói chung thì cuộc sống đất nước này bây giờ đổi mới phát triển rồi. Cái đó là sự thật. Thế giới này người ta ai cũng biết là như vậy rồi. Chỉ có cái lũ mà ăn không ngồi rồi, cái lũ mà gọi là lười lao động mà ham chơi, lên mạng rồi cái chê Việt Nam đủ thứ. Ngồi đó chống ra cái ôn gì hết. Nhất là mấy cái lũ ba que xò lá chống cộng ở bên Mỹ, mấy cái lũ côn đồ đó.
hở ra cái giết tao, giết mày, tao giết mày. Đó. Mày ở đâu vậy? Tao giết mày. Mà cái lũ này hả, nó ham giết sát, rồi hả, nó còn có nhiêu tiền hả, có nhiêu tiền á, rung như là cày sách đi sao Nguyễn đi không ra hồn gì. Nói chung là như vậy. Dạ. Cảm ơn Hà My cho anh lên. Cảm ơn cái anh gì hồi nãy. Thế anh cứ lên để anh em mình đó một cái tiếng nói anh. Dạ. Thì anh ơi, nó mơ từ, nó mơ từ đầu óc cái gì đó. Nó bực mình nhiều khi anh mơ ngồi mà kiềm chế không nổi. Anh là người rất là bình tĩnh. Nó bị cái gì? Em chào anh Nguyễn Phúc. Chào chúng Nguyễn Phúc. Mấy thằng đó đầu nó mơ cái mộng bên Mỹ anh ơi. Không hiểu nữa. Trời ơi, mấy cái đứa mà ở tại Việt Nam mình đây nè, nó ở tại Việt Nam mình đây. Nó mơ mộng những người bên Mỹ cậu nào có tiền đô rồi có thể là bảo lãnh con nó qua Mỹ, anh công nhận không? Để đi du học nếu con nó có học. Em nghĩ là mấy đứa này nó có cái âm mưu trong đó đấy. Thì nên chi hả, cũng vì đồng tiền có thể là mỗi ngày nó lên đây nó nói mà làm không tiền. Xin lỗi tụi đó mà không tiền à. Rồi bắt đầu đi xuyên tạc đất nước. Qua Mỹ bây giờ. Nó gãy như vậy đó. Bây giờ qua Mỹ rồi chỉ có húp cháo rồi. Ta nói đời sống Mỹ bây giờ nó khó khăn. Dân Mỹ mà nó còn khổ lên khổ xuống, nó còn làm thấy má nó. Nó làm. Yeah. Còn giờ mình mới qua giờ làm gì, anh nói thiệt. Đàn ông thanh niên ở trong nước, tướng thì như con voi vậy. Qua Mỹ ngồi mình không phải mình chê cái nghề nghiệp. Tưởng gì qua Mỹ gì. Đi làm những lao nô, đi làm những công việc gọi là lao nô. Qua bỏ ham vừa chạy qua. Ngày xưa đó thì nó còn cơ hội nhiều, công ăn việc làm và đời sống. Bây giờ đâu phải như ngày xưa đâu. Cái gì đó bây giờ mà nó còn khổ lên khổ xuống. Nói chứ dân Việt Nam tháng kiếm được vài ngàn, chi phí cũng hết. Chứ đâu phải đâu. Ok, nói chung thì anh em tụi mình lên này vạch mặt mấy cái thành phần phá đất. Nó tìm đủ cách nó quậy phá quê hương đất nước của mình. Nó tìm mọi cách để đặng mà nó xuyên tạc. Thì mình chống lại những cái luận điệu đó. Chứ đất nước mình bây giờ là đổi mới, phát triển từng ngày và từng giờ. Bà con, cô bác giờ ai cũng lo làm ăn. Những giới trẻ bây giờ nó cũng đo phấn đấu để học hỏi. Có cơ hội đi nước ngoài thì cũng không có gì sai. Có cơ hội mình đi nước ngoài để mình học hỏi. Chứ không phải đi nước ngoài xong rồi bắt đầu quay qua chửi lại quê hương, đào bới. Rồi bắt đầu chê, ăn đó. Ý đó hốt lên rồi cũng ăn lại rồi đi ra nước người ta làm rồi bắt đầu chiều quay về chê rồi. Nói chung nếu mà mình á, mấy người mà ở tại Việt Nam mình đây này, nếu muốn cần đi Mỹ, mình muốn đi Mỹ thì từ mình ráng sức mà làm để cho con mình đi Mỹ hoặc từ tập bằng nó đi, chứ mình đừng có vì cái đồng tiền hoặc bán rẻ lương tâm rồi bắt đầu mình đi nói ngược lại cái lương tâm của mình, đối xử ngược lại cái lương tâm của mình. Mình chưa qua đất nước người ta thì mình đừng có mơ mộng quá rồi bắt đầu trèo trên cao, bắt đầu mà qua đó rồi bắt đầu mà rớt xuống cái bịch, khi đó ăn hận kịp. Bị nhiều lắm. Mình đất nước anh của mình á, anh đón mấy người khóc ở bên Việt Nam tao xuống lắm. Tao có người ăn kế hạ người hầu rồi xuống lắm, qua bên này đi làm nè. Gì Cường anh có Cường anh Minh ơi, anh Lưu Minh ơi, có Cường Nguyễn vô nè, anh Lưu Minh giờ này có Cường Nguyễn này cũng nói nhiều lắm này. Cường Nguyễn ở bên Mỹ đó. Mấy thằng bao quay Nguyễn mấy thằng này là mấy thằng gọi là mấy thằng gọi ăn bám xã hội phúc lợi nước Mỹ, lúc nào nó cũng ca ngợi nước Mỹ, nó làm như nước Mỹ có ông nội cha nó vậy. Mấy thằng bao quay này nó bị bệnh quan tưởng. Nó có bên Mỹ, đất Mỹ thì lên này hỏi nó một lời nó dọa mày đâu vậy? Mày đâu vậy? Nhà mày chỗ nào vậy? Tao giết mày. Gì à? Đúng là sọ lá. Mấy thằng này nó bị bệnh quan tưởng. Nó bị bệnh khùng luôn.
Thành ra kệ cha nó đi, cái lũ ô hợp đó mà nó chống tới nỗi mà ông Nguyễn Cao Kỳ mà còn chửi tụi nó, nói chi ai, ông Nguyễn Cao Kỳ mà còn chửi tụi nó, chửi cái côn đồ ô hợp, chống đâu ra hồn vía gì đó, chống loạn xạ sà ngầu, chống xong rồi vài bữa quyên góp cái lừa nhau rồi xong bắt đầu khóc lóc, Đó đó. có làm được gì đâu. Bốn mấy năm vô vô cái chỗ mà cộng đồng của tụi nó coi toàn là đu thứ tệ nạn hết, đu thứ không thiếu một cái giống gì hết nha. Nó còn hơn ở Việt Nam nữa, mà làm giống như là ở trên thiên đàng nha. Mấy thằng ba que này tụi nó thì tối ngày có bài ca con cá, cộng sản cái dân hèn cái giặc đã đảo lại mà đã đảo cái bà Nó đập chỉ cha nhiêu tụi đâu bay, à? bà mẹ tụi bay mà bước qua nhà tao một lần nữa là chết chết mẹ tụi bay hết rồi. Tao nói cho tụi bay biết lần này là không thằng nào mà dám hó hé, FBI đã giữ hồ sơ tụi mày hết rồi. Tao nói cho tụi mày biết chợ đó mà dọa tao, tụi bay mà dọa tao không không có lần thứ hai đâu con. Bài đặt mẹ tướng đâu nước Mỹ này vô lực pháp à. Mày không dám hả? Gì Ok hơn trả à? Nó nói nha, mày mày mà không bây dám chửi hò bà mặt cả ra rồi, cộng đồng bữa mà nào mà không chửi mấy con thằng quay hèn bữa ra ăn cơm không được, mấy cu đó. Các em cũng vậy à? nó ngày nó nói anh trốn, nó nói anh trốn 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 mà đâu đường xá ở Mỹ rộng thênh thang, tao muốn đi là tao đi chứ ngày nào mà tao muốn đi. Cộng đồng của tụi mày là cái chó gì mà kêu tao vô dụ tao à, Cương mắc Nguyễn lừa rồi à? mấy cu. Cương Nguyễn ơi, ông chính bản thân á, ông đang nô lệ cái lá cờ của ông đó, nó thiệt luôn á. Cái lá cờ của ông đã chết 40 mấy năm nay rồi, mà công nhận á, cái lá cờ cũng có ý nghĩa trên của Ok thế thôi chứ giới, mà ông là đúng là à, bye nô nha, lệ cái lá cờ này. Dạ, em tạm biệt anh. bye nha, chiều rồi anh Dạ. làm Dạ.